người. Hôm nay mọi người có khỏe không? Mấy ngày lại thì mọi người có đi chơi đâu không? Dịch Covid thì mọi người đừng có đi nha. Ra ngoài rất là nguy hiểm bây giờ luôn á. Mình uống cà phê nhẹ nhẹ thì được nha mọi người. Hiện tại thì Ngọc đang ngồi ở Starbucks. Lễ không biết đi đâu chơi á, mà đi đâu cũng sợ, cho nên ngồi quán cà phê uống cà phê xíu rồi về. Sắp hết rồi. Tí nữa thì Ngọc sẽ ghé qua Sephora để mua một xíu đồ. Sẵn thì quay cho mọi người biết Sephora ở Singapore là bán những gì và có những nhánh ở đâu nha. Và thì hồi xưa giờ thì mọi người quen biết Sephora là ở Mỹ, nhưng mà thực chất thì ở Singapore Sephora có rất nhiều chi nhánh và bán rất là nhiều sản phẩm luôn. Đa số thì là các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm này nọ, rồi nước hoa, rồi các dụng cụ, nói chung là hỗ trợ cho chị em chúng mình trong việc make up hoặc là skin care. Thì xíu nữa sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là cửa hàng Sephora ở Singapore. Cửa hàng này là trong shopping mall VivoCity. Và tại Singapore thì Sephora có khoảng trên 10 cửa hàng ở các nơi khác nhau. Và bây giờ thì mời mọi người cùng vô bên trong nha. Đây là những sản phẩm skin care, chăm sóc da cho cả nam và nữ. Chắc hẳn thì đây là những nhãn hàng rất là quen thuộc đối với những bạn nào mà thường xuyên chăm sóc da, cũng như là sử dụng các mỹ phẩm làm đẹp, trị mụn, hoặc là dưỡng da, hoặc là make up. Giá cả ở đây thì tùy vào các sản phẩm mà có giá từ thấp đến cao, và dĩ nhiên đã có thuế trong đây rồi nha các bạn. Một vấn đề nữa là các chị em mình thường hay lo ngại là mua phải hàng giả, và các bạn nên yên tâm là tất cả những sản phẩm bán tại Sephora đều là chính hãng, do đó thì chúng ta yên tâm khi mua sản phẩm nha. Video của Ngọc không mang tính chất là quảng cáo cho Sephora vì bất kỳ một lợi nhuận nào, mà mình chỉ muốn giới thiệu cho mọi người ở những cái nơi mà mọi người có thể mua được những sản phẩm cần thiết, uy tín và chất lượng. Và đây cũng là những nơi mà mình hay mua sản phẩm cho chính bản thân mình sử dụng. Bên đây thì có bán máy rửa mặt Foreo, mà lần trước mình đã có làm một cái video chia sẻ về máy Foreo rửa mặt của mình. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn cũng có thể xem lại video thứ 28 của mình nha. Đến với Sephora thì các bạn sẽ dễ dàng tìm được tất cả các sản phẩm liên quan đến hai từ làm đẹp: nước hoa nè, sữa tắm nè, dưỡng da, chăm sóc da, trị mụn, các sản phẩm make up, trang điểm, rất là nhiều thứ luôn. Đây là những kệ trưng bày nước hoa dành cho nữ và cả nam nữa. Các bạn sẽ tha hồ mà lựa chọn. Và dĩ nhiên là lúc nào Sephora cũng update những mẫu nước hoa, những mùi hương nước hoa mới nhất. Mình rất thích cách bày trí của Sephora. Họ bày trí sản phẩm rất là logic. Ở phía trên đó, họ có ghi là chỗ nào là sữa tắm nè, rồi make up nè, hoặc là chỗ nào dành cho skin care, hoặc là nước hoa, hoặc là mask, mặt nạ, thì các bạn sẽ dễ dàng tìm rất là nhanh gọn những sản phẩm mà các bạn muốn tìm. Ngọc thì chưa được trải nghiệm Sephora ở Mỹ, do đó thì các bạn nào đã từng được trải nghiệm Sephora Mỹ thì comment bên dưới cho Ngọc biết là Sephora Mỹ thì có giống hay là khác gì so với Sephora Singapore không nha.
mỗi cửa hàng Sephora thì Ngọc hay thấy có một quầy beauty studio nhận khách đến make up, trang điểm, đi tiệc hoặc là đi chơi hoặc là tỉa chân mày vân vân. Và giá cả thì Ngọc cũng không có rõ tại vì Ngọc chưa có trải nghiệm dịch vụ của họ lần nào. Thì từ rồi Ngọc cũng mới vừa ghé qua Sephora để mua một số đồ cá nhân. Rất là may mắn là nhận được cái một phần quà của Sephora. Đó là một cái túi đi biển rất là dễ thương mọi người, rất là to. Lúc nào mà nhận được quà của Sephora thì Ngọc rất là thích, tại vì quà làm rất là chắc chắn và tỉ mỉ dành cho khách hàng thân thiết của mình, chứ không phải là làm qua loa bằng những cái vật liệu dễ rách. Mọi người uống cà phê thường ra Starbucks để ngồi. Starbucks ở đây rất là nhiều luôn mọi người, giống như là những cái quán cà phê bình thường ở Việt Nam mình, nó rất là dễ tìm và giá của nó thì cũng không có quá đắt. Mình cũng có coi thông tin ở Việt Nam về tình hình dịch bệnh, mình thấy là cũng đang có một số người bị bệnh, cho nên mọi người đi chơi phải cẩn thận nha, đừng có tiếp xúc gần với người khác quá, tại mình không biết là người ta có bệnh hay không đó nha. Ở Singapore thì ngày hôm qua với ngày hôm kia là có một số ca nhiễm, nhưng mà thật ra thì chính phủ kiểm soát rất là tốt, họ biết được là cái tình trạng là cái người đó bị nhiễm bệnh là ở đâu đâu, họ có những cái stay together, nó không có nghĩa là họ chắc được những cái case đó nó liên quan với nhau như thế nào, rồi họ tìm ra cái người kiểu mà giống như ở Việt Nam bắt F1 gì đó, F1 F2 gì đó, thì họ sẽ cách ly những người đó và họ giống như là điều trị. Cho nên là về phía cộng đồng thì mình thấy là mọi người vẫn sinh hoạt bình thường chứ không có gì hết. Chỉ cần là vô shopping mall hay là vô siêu thị hay là đi bất cứ chỗ nào thì cũng có những cái máy đo nhiệt độ, máy đo thân nhiệt, rồi giữ khoảng cách với nhau thôi là mình cảm thấy rất là an toàn rồi, không có sao hết. Có một số bạn hỏi mình là bên đây bùng dịch hả, nhưng thật ra không phải đâu, có bùng dịch gì hết á, chỉ có một số ca nhiễm thôi, mà những người đó là người ta ở nước ngoài, người ta về thì người ta là công dân của Singapore thì người ta được về là cái chuyện hiển nhiên, người ta mua vé người ta bay về nước người ta thôi, thì người ta vô người ta test, nếu như mà người ta có bệnh á thì người ta được cách ly rồi điều trị vậy thôi chứ không có gì hết. Còn hiện tại thì vaccine thì vợ chồng mình đã đăng ký để được đi tiêm rồi, nhưng mà khi nào mà họ gửi tin nhắn, họ nói mình là đến đó chích, thì ngày nào, thời gian như thế nào thì vợ chồng của Ngọc sẽ đến. Và lúc đó sẽ quay cái video, nếu có thể sẽ làm cái video nhỏ nhỏ cho mọi người biết là chích vaccine như thế nào. Và nếu như mà bạn nào Việt Nam mà đang sống tại Singapore và đã chích vaccine rồi thì comment bên dưới video cho Ngọc biết là các bạn sau khi các bạn chích xong thì các bạn có kiểu mà giống như là có cái tác dụng phụ như thế nào thì chia sẻ với Ngọc, với mọi người cùng biết nha. Ngọc thì cũng chưa có chích cho nên là cũng không biết là cái tác dụng phụ nó như thế nào. Nhiều người á, cái thể trạng của nhiều người khác nhau, cho nên là có nhiều người bị sốt hay là bị đau nhức tay gì đó, thì không biết là các bạn, cái triệu chứng của các bạn nó nặng hoặc là nhẹ như thế nào.
Sau khi quay cái store Sephora cho mọi người cùng xem thì khi nào mà các bạn có thể quay trở lại du lịch Singapore thì nhớ ghé qua Sephora để sắm cho mình một vài món đồ để mà hỗ trợ cho cái việc skincare hoặc là makeup cho chị em chúng mình nha. Đặc biệt là các bạn nào đang sống tại Singapore mà lúc mà mới qua thôi thì không biết là các bạn nên mua mỹ phẩm hay là các thứ làm đẹp ở đâu đó thì chúng ta nên ghé qua Sephora. Rất là dễ dàng cho các chị em mình lựa chọn, đặc biệt là mình có thể làm những cái card member để mà mình có thể hưởng được những cái ưu đãi từ Sephora, chẳng hạn như là birthday gift nè, rồi những cái discount mà khi mà cửa hàng người ta có những cái chương trình discount cho member thì mình cũng có thể nhận được cái discount đó. Hy vọng là mọi người thích video của Ngọc ngày hôm nay và chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Nhớ là phải giữ khoảng cách và mang khẩu trang nha mọi người, đừng có để bị dịch bệnh tấn công mình nha. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh của Ngọc để đừng bỏ lỡ những video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.